Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến 5 người tử vong ở Lạng Sơn, cảnh sát xác định nguyên nhân do đường dốc, cua, trời tối nên tài xế tông vào ô tô đầu kéo bị hỏng đổ trên đường. Sáng ngày 31 tháng 10, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Đơn vị đã cử tổ công tác đến hiện trường để phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong. Theo đại diện cục cảnh sát giao thông, ban đầu cảnh sát xác định nguyên nhân do đoạn đường xảy ra tai nạn là đường dốc cua trời tối nên lái xe khách đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hư hỏng dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới. Đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết, tại hiện trường cảnh sát xác định ô tô đầu kéo bị hỏng đã đặt vật cản cảnh báo đuôi xe 16m. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết thêm, xe khách được hợp đồng chở người từ Quảng Ninh đến lễ tại Lạng Sơn. Sau khi lễ tại Đền Châu, xã Hoàng Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn đi về thì gặp nạn. Theo thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ngay sau khi nhận thông tin, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực đã đến hiện trường vụ tai nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và người bị thương. Theo đó, hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng một gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng một người bị thương. Trước đó, khoảng 2 giờ 10 phút cùng ngày, xe khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 14B 036XX do tài xế QDT 57 tuổi trú tại Hạ Long Quảng Ninh điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 98C 016XX kéo theo rơ móc do anh NVT 38 tuổi trú tại Bắc Giang điều khiển đỗ cùng chiều phía trước. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo mang biển số 77H 041XX kéo theo rơ móc do tài xế Nguyễn Thành B 27 tuổi trú tại Bình Định điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đang chở 16 người gồm cả lái xe. Cú va chạm mạnh đã khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương.